Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với phần 2 của chương trình Hãy chọn máy đúng. Tại sao lại chọn máy đúng? Tại vì hiện nay trên thị trường chúng ta có rất nhiều thiết bị di động ngang tầm mức giá và nhiều tính năng đặc biệt. Và Seven S làm chương trình này giúp các bạn có thể lựa chọn xem thiết bị nào là phù hợp với mình và làm sao bỏ ra mức tiền để xứng đáng với những gì mà mình thực sự mong đợi. Lần trước ở phần 1 mình đã hoàn thành xong so sánh về thiết kế, về màn hình cũng như là về cái phím bấm của cái hai thiết bị Sony Xperia Z và HTC One. Đây đang là hai thiết bị mà nằm ngược lại đối với lại cái cách bán của Samsung Galaxy S4. S4 tập trung về tính năng, hai thiết bị này thì họ tập trung về cái thiết kế bên ngoài và một số cái tính năng của nó tuy không nổi bật bằng S4 nhưng mà rõ ràng đây đều là những thiết bị hết sức tuyệt vời trên thị trường. Tiếp theo phần 2, so sánh nốt về giao diện người dùng, về cái sự tiện dụng của chúng ta và hiệu năng hai thiết bị này. Mời các bạn cùng theo dõi video. Đầu tiên mình sẽ có một màn so sánh là mình sẽ cho cái tốc độ khởi động hai thiết bị này để đã tắt máy và mình sẽ khởi động nó lên. Các bạn thấy là chiếc HTC One của mình ở đây có sử dụng một cái công nghệ đặc trưng riêng của HTC. Trong cái mục cài đặt về cái thời lượng pin, các bạn sẽ có một cái gọi là tính năng khởi động nhanh. Khởi động nhanh này là giúp tính năng cho HTC One có thể khởi động gần như là chỉ khoảng 3 giây là các bạn có thể bắt đầu sử dụng được máy, rất là tuyệt vời. Còn Sony Xperia Z thì không có cái tính năng này. Thì cái này có lẽ là phù tùy theo cái trường hợp đôi khi các bạn mới cần sử dụng đến, chứ mình không nói là HTC One nó sẽ vượt trội hơn về Xperia Z. Cái này có thể là có những lúc mà các bạn cần công việc gấp thì mới phải sử dụng hay thôi. Và chúng ta sẽ đến với cái màn so sánh về giao diện người dùng đầu tiên. Sony thì cái năm 2013 họ thay đổi cái giao diện của mình, không gọi là Time Skip mà có vẻ như là nó sẽ có một cái tên mới gọi là Social Life. Đây là giao diện chính của Sony, màn hình khóa của nó được thay đổi với cái hiệu ứng rất là đẹp, vuốt lên rồi kiểu là một cái tấm cửa sổ mà chúng ta hay kéo dây. Chúng ta sau khi mở xong thì đây là giao diện chính của Sony. Giao diện của Sony có một cái đặc trưng là họ làm rất là đơn giản, nhẹ nhàng, gần như là nó thân thuộc với lại cái giao diện gốc của hệ điều hành Android, từ cái việc sử dụng các phím cảm ứng trực tiếp bên trong màn hình đến cái giao diện menu của Sony. Cái giao diện này chúng ta có sử dụng rất là nhanh chóng và tiện lợi. HTC One họ đã bỏ đi cái sự bóng bẩy của cái giao diện Sense 4 trước đây, thay vào đấy là giao diện Sense 5, là một giao diện hết sức là đơn giản đến vô cùng và nó cực kỳ là nhẹ. Mình nghĩ là trước đây nếu xếp theo thứ tự thì giao diện Timescape của Sony là nhẹ nhất, rồi đến TouchWiz, rồi đến cái Sense của HTC, nhưng có lẽ năm nay sẽ đổi ngược lại. Nặng nhất chắc có lẽ là TouchWiz của Samsung, rồi về cái Sony Xperia Z, và nhẹ nhất chắc phải là cái giao diện Sense 5 này. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì mình nhận thấy giao diện Sense 5 thì có một số điểm lạ lẫm mà mình thích Xperia Z hơn. Các bạn kéo xuống thanh thông báo trạng thái thì Samsung và Sony, LG họ cũng đều trang bị một tính năng cho phép bật tắt nhanh các kết nối như là dữ liệu mạng, Wi-Fi hoặc là Bluetooth. Trong khi đấy HTC thì họ không có trang bị những tính năng này, nên chúng ta phải vào tận cài đặt hoặc là chúng ta phải sử dụng những cái tiện ích widget có sẵn mà HTC trang bị ngoài màn hình Home, chứ không thể là truy cập bất cứ đâu giống như Sony. Sony bên cạnh ba phím cảm ứng này, họ có trang bị một tính năng gọi là Mini Apps, cho phép chúng ta có thể truy cập nhanh những cái ứng dụng trong khi có thể làm những công việc khác. Đây có thể nói là một cái bước tiến trải nghiệm đa nhiệm trên hệ điều hành di động. Samsung có, LG có, Sony có, nhưng rất tiếc là HTC họ không làm cho bước này. Mình nghĩ đây là một cái điểm thua thiệt của thiết bị của HTC, khi mà rõ ràng cấu hình hiện nay smartphone là quá thừa để chạy những ứng dụng đa nhiệm tuyệt vời như thế này. Nhưng các bạn yên tâm, chúng ta có thể khắc phục bằng những ứng dụng cài thêm vào, và 7S đã có một cái video giới thiệu những ứng dụng chạy đa nhiệm tương tự như Sony hoặc là các thiết bị của LG. Giao diện của HTC thì họ có một cái trang màn hình Home rất là đặc biệt. Cái trang này gọi là cái chế độ chúng ta có thể đọc được những tin tức cập nhật. Các bạn có thể cập nhật tin tức từ mạng xã hội Facebook hoặc là tin tức từ bên ngoài, như là chúng ta sẽ xem báo chí, chúng ta có thể xem bóng đá vân vân. Tuy nhiên hạn chế của nó là hiện nay chỉ có những hỗ trợ những cái dịch vụ tin mạng nước ngoài, không có các mạng Việt Nam như là kênh 14 hoặc là Genka hoặc là Ad Forum hoặc là Tinh Tế. Nó chưa cho phép chúng ta tự động thêm vào những cái trang ở Việt Nam, và có lẽ HTC cần phải cải thiện thêm. Và đây là giao diện menu. Trong quá trình sử dụng cái chiếc HTC này thì mình nhận ra một điều ấy, cái giao diện HTC họ làm tối giản đến mức mà những cái hoạt cảnh mà khi các bạn chuyển đổi giữa cái menu và cái màn hình Home nó quá là nhanh, phải thực sự là cực kỳ là nhanh. Nó nhanh hơn rất là nhiều so với những cái giao diện mà trước đây mình đã từng sử dụng. Và để so sánh cụ thể hơn thì mình sẽ vào cài đặt, mình sẽ tăng tốc độ khung hình của hai thiết bị này lên mức cao nhất, và các bạn sẽ nhận ra ngay HTC One này nó sẽ hoạt động nhanh đến mức nào. Ở đây hai thiết bị mình đã tăng cái độ tỷ lệ hiệu ứng chuyển đổi trên các cửa sổ lên cao nhất, và chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem các bạn đã nhận ra ngay HTC nó nhanh như thế nào nhé. Ở đây thì mình sẽ vào một cái ứng dụng đầu tiên, điện thoại. Các bạn thấy HTC nó quá nhanh, cực kỳ là nhanh. Vào tin nhắn, và camera là tính năng chúng ta luôn muốn truy cập một cách nhanh nhất. HTC One được truy cập thành công.
SPAZ lúc này mới bắt đầu đang xoay. Các bạn thấy là HTC One là nó. Về cái tốc độ nhanh của cái chuyển đổi những ứng dụng này thì có hai điều ảnh hưởng đến nó. Thứ nhất là hệ điều hành, thì hai thiết bị này đều chạy Android 4.1 với Jelly Bean, nó sẽ hiệu ứng của nó sẽ nhanh hơn. Thứ hai là vi xử lý của nó. Với HTC One nó sử dụng chip Snapdragon 600, tất nhiên là nó sẽ vượt trội hơn về hiệu năng so với chip Snapdragon Pro của chiếc Xperia Z. Tuy nhiên mình có thể nói là cái giao diện của HTC ấy, họ làm cho những cái hoạt cảnh chuyển đổi này nó quá là nhanh hơn so với thiết bị đối thủ của mình, nên nó sẽ cho thấy là trong quá trình trải nghiệm ấy, đôi khi mà HTC One mình có cảm giác như nó chạy nhanh quá là mình chóng hết cả mặt, không biết là bấm vào đâu thì mọi thao tác nó phản hồi. Và đây là các bạn thấy là đang chơi game. Các bạn thấy như vậy là về hiệu năng HTC One đã vượt trội hơn nhờ vi xử lý của nó mới hơn Snapdragon 600 và chip F4 Pro là đã từ năm ngoái rồi. Tiếp theo đó thì mình sẽ nói về một số tính năng giải trí. HTC One thì nó trang bị công nghệ âm thanh boom sound và beat audio. Trong khi đấy thì với chiếc Xperia Z của chúng ta lại sử dụng cái công nghệ âm thanh riêng của Sony. Nó có sử dụng trong một cài đặt âm nhạc, các bạn thấy là chế độ Clear Audio Plus cho cái chất lượng âm thanh của bạn nó sẽ trong trẻo hơn, không bị lọc được những âm thanh rất là tốt. Rồi tăng chất lượng âm bass này. Trong cài đặt chúng ta còn có chế độ âm thanh surround để cho phép nghe âm thanh vòm rất là chất lượng. Stereo, Clear Face, X-Loud tăng chất lượng âm thanh lo ngoài, vân vân. Thì rõ ràng hai thiết bị này thì đều hướng đến giải trí nghe nhạc có thứ rất là tuyệt vời. Nhưng có lẽ phần nào HTC One sẽ nhỉnh hơn là nhờ cái thiết kế đặc biệt là hai loa trước của nó. Chúng ta nghe nhạc, xem phim mọi thứ sẽ sống động hơn rất là nhiều. Nó phản ra từ hai phía. Cái âm thanh surround sẽ ngon hơn so với cái âm thanh surround của chiếc Xperia Z thì chỉ có nghe tai nghe thì mới đều. Còn thực ra Xperia Z chỉ có một loa ngoài nên mà không được tốt bằng so với chiếc HTC One này. Về cái camera của hai thiết bị này thì HTC One có camera chỉ 4 megapixel và chiếc Xperia Z thì sử dụng camera 13 megapixel. Cảm biến của nó là sử dụng cảm biến XMORF. Trong cái camera của hai thiết bị này thì tất nhiên là Xperia Z có độ phân giải cao hơn, nên mà những cái chi tiết hình ảnh của nó chụp, các bạn mà zoom ảnh lên sẽ thấy Xperia Z cái hình ảnh của nó rõ và sắc nét. Trong với HTC One 4 megapixel thì cần chụp, các bạn zoom nhẹ thôi là thấy nó bị vỡ hình. Như vậy nên mà HTC One không phải là một thiết bị phù hợp với những ai mà hay chụp hình về để zoom, để cắt, để in ảnh ra bên ngoài. Còn với chiếc Xperia Z với 13 megapixel, các bạn chụp hình đem in khung ảnh cũng thì keo treo cả nhà cũng được luôn. Hai thiết bị này thì chiếc Xperia Z nó có một số tính năng như là chụp chế độ tự động thông minh, nó tự động nhận ra cái khung hình của bạn và chụp ra cái điều kiện cho phù hợp, chụp nhanh này, kèm hiệu ứng hình ảnh này, và các chế độ như là quay phim và chụp ảnh HDR. Trong khi đấy HTC One nổi bật với một số tính năng như là tính năng ZOE. ZOE là một tính năng có thể nói ngắn gọn là khi các bạn bấm chụp hình thì máy đã lập tức quay video, quay một đoạn video ngắn, sau đó các bạn có thể chỉnh sửa một số hiệu ứng như là xóa vật thể trong hình ảnh mà các bạn không mong muốn. Tương tự như Galaxy S4 hoặc là Lumia 920 cũng có. Hoặc là chế độ chụp ảnh liên tiếp cho phép các bạn tạo thành một khung hình người nối liên tục. Và như kiểu là chế độ cuối cùng là cho phép chúng ta quay phim và tua cái hình ảnh trong phim nhanh chậm tùy theo ý của bạn. Đây là những tính năng rất là ấn tượng. Và theo nhà HTC, camera của họ, họ cho rằng 4 megapixel là vừa đủ hiện nay để up và chia sẻ lên mạng xã hội, là cái tính năng mà người dùng sử dụng nhiều nhất. HTC One thì cái camera của nó là Ultra Pixel. Cái camera này thì nó sẽ chụp cho điều kiện chiếu sáng tốt hơn, là nó thu được nhiều ánh sáng. Có thể nói là cái mức độ chụp sáng của nó có lẽ sẽ xếp ngang hàng với lại chiếc iPhone 5 hoặc Lumia 920. Và hy vọng Seven S hôm sau sẽ có một bài test trong điều kiện thiếu sáng của ba cái thiết bị này. Và đây mình sẽ có một số hình ảnh các bạn có thể so sánh xem thiết bị nào chụp ảnh đẹp hơn, tùy theo cái sự cảm nhận của các bạn. Và như vậy mình hoàn thành xong nốt cái phần so sánh còn lại giữa hai thiết bị này là Xperia Z và HTC One. Thì mình có thể nói là về cái hiệu năng thì mình vẫn đánh giá HTC One ngon hơn là so với Xperia Z. Thực sự là như vậy, vì HTC One ấy, nó có cấu hình vượt trội hơn, nhưng mà tất nhiên là nó sẽ ngon hơn so với Xperia Z. Hơn nữa là cái giao diện của HTC họ đã tối giản cho nó cực kỳ nhẹ, nên mọi thao tác chúng ta dùng cảm giác sẽ nhanh hơn so với Xperia Z. Và cái về phần mềm thì thực ra thì Xperia Z mình thích hơn là cái giao diện của nó, cũng như là các tính năng Sony trang bị sử dụng dễ dàng hơn, như là cái việc chúng ta có thể chạy đa nhiệm này, rồi chúng ta có thanh thông báo trạng thái, có thể tùy biến. Tuy nhiên những tính năng này ấy, với người dùng Android không phải là vấn đề, tại vì các bạn có thể cài đặt trên HTC One hết sức là dễ dàng. Nhưng mà Xperia Z có những cái phím bấm của nó cũng như là mọi thao tác sử dụng dần dần về sau sẽ nhanh chóng hơn. Còn với HTC thì mình cảm thấy cái giao diện của họ vẫn chưa thực sự là đem lại cái sự thoải mái cũng như sự khác biệt cho lắm, vì cái chế độ đọc tin này của họ thì không có hữu ích mấy ở Việt Nam. Và những cái tính năng còn lại thì họ đã không còn giữ những gì đặc trưng riêng của Sense 4. Nếu như trước đây các bạn thích Sense 4 vì nó đẹp thì bây giờ HTC One thì là các bạn sẽ thích nó thì vì nó cực nhẹ và nhanh. Và hiện nay Xperia Z đang được bán chính hãng tại 7S, còn HTC One đã cho phép đặt hàng trước. Các bạn thể truy cập vào trang 7s.com.vn để xem mức giá cũng như là cái chế độ đặt hàng trước của hai thiết bị này. Các bạn có thấy video hữu ích đừng quên like, share với bạn bè, subscribe YouTube của chúng tôi. Và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.